phần nó nè. Đó cả nhà thấy không? Đó. Nói chung phải nói cái phân của nó gần như cái bệnh đường ruột nó khỏi, phải nói là gần như là 100% đó cả nhà. Hello, mình xin chào cả nhà nha. Đầu video thì mình xin chúc cả nhà một ngày mới thiệt là nhiều niềm vui luôn nha cả nhà. Còn riêng mình sáng ngày hôm nay thì rất là vui nha. Sáng ngày hôm nay thì rất là vui. Sáng ngày hôm nay mình được tặng một món quà cả nhà. Đó, một cái món quà phải nói rất là đặc biệt của một cái bạn Văn Văn Vũ cả nhà. Bạn Văn Văn Vũ thì bạn này là đại lý shop bán lòng chim. Thì bạn có tặng cho mình một cái cây lòng chào màu rất là đặc biệt nha cả nhà. Cái cây lòng này đặc biệt lắm, cả nhà biết tại sao đặc biệt không? Tại vì một cái cây lòng này á, bạn Văn Văn Vũ bán với giá rất là rẻ, chỉ có giá hơn 1 triệu đồng thôi. Mà mình không thể nào tin được một cái cây lòng mà hơn 1 triệu mà nó đẹp như vậy luôn cả nhà. Không thể nào tin được luôn. Đó cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ review sơ cho anh em xem cái cây lòng trà màu hơn 1 triệu làm sao mà nó người ta có thể làm nó đẹp như thế này. Đó vậy đó nha. Thì đây riêng về cái phần nắp thì phải nói là nhức cái nách luôn cả nhà, nhức cái nách luôn. Để mình quay gần cho anh em xem nè. Nó mướt lắm, nó mướt phải nó kinh khủng luôn á. Đó. Đó cả nhà thấy không? Mướt mát mà phải nói nó láng o luôn. Đó, nói chung láng mà làm rất là sắc sảo. Phải nói mí đồ làm sắc sảo lắm cả nhà. Mà cây lầm này bạn Văn Văn Vũ á, chỉ bán với giá là hơn 1 triệu đồng. Bạn tặng cho mình một cái cây lầm để mình chơi và dạng như mình sẽ review cho anh em tham khảo. Anh em nào mà thấy hợp lý thì có thể mua ủng hộ bạn nha. Đó. Đây là riêng về cái phần nóc thì phải nói là đẹp hết nước chấm rồi. Phần nóc là phải nói đẹp hết nước chấm luôn cả nhà. Đây nè, đó mình quay gần gần nè. Đó anh em thấy không? Cái tre này nó không màu thì nó không có đỏ. Nó không có đỏ như những cái tre kia, nhưng mà cái chất liệu tre thì nó cũng già chứ không phải là tre non nha cả nhà. Cái chất liệu tre thì nó già lắm chứ không phải non đâu, nhưng mà dạng như nó màu sao nó trắng á. Nó trắng trắng vàng vàng á. Nhưng mà chất liệu thì nó là già chứ không phải là tre non. Đó, rồi giờ cái này là mình mới vừa quay cái phần nóc cho anh em xem tham khảo nha. Mình sẽ quay thêm cái phần dưới này rất là đặc biệt nha. Ok. Đó anh em thấy không? Cái phần tan cũng phải nó nhức cái nách luôn. Cái phần tan cũng phải nhức cái nách luôn. Trời ơi, nhìn đẹp không? Cái mình thích á, cái viền trên viền dưới người ta có khoét những cái lỗ á, những cái rãnh á, nhìn nó cũng rất là đẹp cả nha. Đẹp ghê không? Không thể nào tin mà một cái cây lòng mà hơn 1 triệu mà nó đẹp như vậy luôn á cả nha. Mà lòng làm rất là sắc sảo. Những cái thanh này, đặc biệt những cái thanh trụ nè, thanh trụ và cái vanh ngang nè, là làm nó rất là nhỏ, nó rất là nhìn nó rất là mảnh, nó rất là thanh á, nhìn nó rất là thanh. Còn ví dụ những cái thanh trụ này nó to thì nhìn nó hơi thô cả nhà.
Mặc dù nó to thì nhìn nó cứng cáp nhưng nó hơi thô. Còn cái cây này nhìn nó rất là thanh. Nó dạng như một cái cây lầm giá tiền hơn 1 triệu, giá rẻ nhưng mà người ta làm theo cái kiểu như những cái cây lầm xịn đó cả nha. Trời ơi, đã ghê. Công nhận từ ngày làm YouTuber cũng sướng thiệt. Tại vì rất là nhiều anh em tặng quà, cũng rất là thích cả nha. Đó. Một cái cây lồng combo đầy đủ. Đây, quay lại một xíu. Được tặng một cái rọ cào cào, một cái ghim chuối. Đó, và ba cầu thẳng cả nha. Ba cầu thẳng là mình tháo hai cầu ra, mình gắn cầu gốc vô cả nha. Đó. Để mình quay cái phần đế cho anh em xem. Cái phần đế cũng phải nói là hết nước chấm luôn. Chứ không phải là riêng cái phần nắp không, phần đế người ta bỏ dài đó. Đó. Trời ơi, cái phần đế cũng làm rất là kỹ lưỡng luôn. Mình không hiểu tại sao mà cái ông thợ nào mà ông có thể làm ra được cái cây lồng hơn 1 triệu mà nó nét như vậy. Không biết tối anh em nhìn thấy rõ không? Đó. Đế làm cũng rất là sắc sảo. Sắc sảo mà rất là cứng cáp. Cứng cáp lắm cả nhà. Để mình tháo cây phân ra cho anh em xem. Tháo cây phân ra cho anh em xem luôn. Cái tấm lót lòng này là mình mới bỏ vô cả nha. Trời ơi, cái cây phân nè. Cây phân làm có khung viền đồ rất là bài bản, chắc chắn. Đó cả nhà thấy không? Mà đặc biệt thì em có một cái đặc biệt nữa nha. Là cái phần bên trong này nè, bên trong cái tang này nè, là thợ người ta làm nguội, người ta chà rất là mịn, làm kỹ lưỡng chứ không phải là bên trong đây bỏ bê bên trong đâu. Đó anh em thấy không? Trời ơi, không thể nào tin được một cái cây lầm như vậy mà giá hơn 1 triệu. Trời ơi, kinh thiệt. Chốt, bắn chốt rất là bài bản. Một chốt nè, đây hai chốt nè. Đó, chốt rất là bài bản. Chốt nóc nè. Đó anh em nhìn thấy không? Không thể nào tin được cả nhà ơi. Đó, cái video ngày hôm nay thì mình rất là cảm ơn bạn Văn Văn Vũ đã tài trợ cho mình một cây lồng để mà quay video cho anh em xem nha. Để mình đóng cái này lại một xíu. Đóng cái cây phân lại. Đóng cây phân. Đó. Rất là đẹp. Trời ơi. Không thể nào tin được. Một cái cây lồng hơn 1 triệu. Hơn 1 triệu cả nha. Mà cái áo lồng này không, cái áo lồng này không, mình nghĩ chắc phải tầm 100k. Cái áo lồng thun rất là xịn. Mình quay một tay nó hơi lụm thụm một xíu nha. Cái áo lồng thun rất là xịn. Cái áo lồng này nó giống như cái áo mà ngày xưa mình hay làm lồng của cái anh thợ ở trên phố á, thì sẽ có cái áo này nè. Mua là 100k một cái. Áo thun may rất là kỹ, rất là đẹp. Rất là kỹ, rất là đẹp cả nha. Trời ơi, không thể nào tin được luôn. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị, bây giờ mình sẽ lắp cái bộ cống của mình vô nha cả nhà. Làm một tay quay nó hơi khó quá. Rồi, cắm miếng chuối vô rồi. Bây giờ là hai cái cống. Đây là cống cám. Đây là cống nước. Cống nước lắp vô luôn. Một tay quay nó hơi lụm thập một xíu cả nhà thông cảm. Trời ơi, nhức cái nách. Tháo cái đầu cào cào chưa. Nhà mình thì chim ít khi nào ăn cào cào lắm. Đó. Ăn cám, ăn chuối, uống nước mà. Ok. Trời ơi, ra một cái cây lồng không thể nào tin được luôn. Trời, khó nhất là cái phần đế bên dưới rất là đẹp.
Rồi, sau khi giờ chim buổi sáng về thì sáng hôm nay mình quay cho anh em xem cái chú chim Bảo Bảo mà bị bệnh đường ruột của mình nha. Thì mình cũng sẽ chia sẻ một tí xíu về cái cách thức mình chăm để anh em có thể hiểu rõ hơn về cái con chim chà mào bệnh đường ruột nha cả nhà. Đó, ok đó nha. Thì tình hình sáng ngày hôm qua trời mưa mà mình cũng ghiền sách Bảo Bảo đi thi cái giải tuần cả nhà. Thấy cũng ổn ổn rồi. Sách đi thi cái giải tuần thì được ngay cái giải can đảm. Đó, thành ra là ngày hôm qua mình tính quay video mà đi thi chim được cái giải can đảm thôi, về khỏi quay luôn. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ cái miếng lót lòng này ra bên đây. Ok vậy nha, mình sẽ thay một cái miếng lót lòng mới. Xong rồi mình sẽ chia sẻ với anh em một tí xíu về cái quy trình mà mình trị chú chim Bảo Bảo của mình á. Tại vì cũng có rất là nhiều anh em quan tâm, nhiều khi anh em nhắn tin gọi điện cả ngày thì mình cũng không thể nào mà có thời gian mà trả lời từng người được. Cho nên bây giờ mình sẽ chia sẻ trên video luôn đây, để cho anh em nào mà xem kênh của mình á thì đều hiểu cái cách thức trị nó như thế nào. Đó, ok vậy nha cả nhà. Rồi, ngon lành à, để nó đây đi. Bây giờ mình sẽ quay cái phân cho anh em xem. Rồi, để kiếm cái chỗ nào khô khô. Thời tiết Gia Lai á, mưa suốt cả nhà. Rồi, thì cả nhà cũng thấy nè, mình sẽ zoom kỹ hơn một xíu cho anh em xem nha. Đó, mình zoom kỹ hơn một xíu cho anh em xem. Đó, phân nó nè. Đó, cả nhà thấy không? Đó, nói chung phải nói cái phân của nó gần như cái bệnh đường ruột nó khỏi, phải nói là gần như là 100% đó cả nhà. Đây khoảng 4-5 tháng trước thì nó bị nặng, nó uống nước rất là nhiều và nó đi phân nước, phân nát, phân sống đủ các kiểu hết. Thì một cái con chim mà bị bệnh đường ruột á thì nó sẽ mất nước cả nhà, nó mất nước rất là nhiều. Dạng như giống như người mình mà bị tiêu chảy á thì mình sẽ bị mất nước rất là nhiều. Một ngày mình, nếu mà mình tiêu chảy một ngày mình đi vệ sinh tầm 5-6 lần thôi là nó mất nước, là người mình là tay chân nó bủng rủng hết luôn. Thì cái con chim tính ra nó còn khỏe hơn con người mình. Đó, con chim nó đi phân nát phân nước, nhưng mà nhiều con nó ra vàng nó có thể đấu được nửa tiếng chẳng hạn. Thì nó không đạt được tại vì nó cái đường ruột nó bị đau. Rồi cộng với lại là nó đi phân nát phân nước thì nó cơ thể nó mất nước rất là nhiều. Nó mất nước rất là nhiều cho nên là dẫn tới là nó uống nước cũng rất là nhiều. Đó, nó uống nước rất là nhiều. Đó, nó mất nước và nó uống nước để nó bù vô. Thì con chim mình chăm kiểu gì đi nữa thì nó cũng không đạt. Thì đây là cái chú chim Bảo Bảo của mình á. Thì nó bị bệnh chắc cũng phải cách đây chắc khoảng tầm 5 tháng cả nha. 5 tháng thì nó bắt đầu nó bị bệnh. Nó bắt đầu bị bệnh từ cái lúc mà nó rớt lông á cả nha. Đó là dạng vậy. Nó rớt lông á, hình như là cái thời gian đó là mình lúc gần Tết. Gần Tết thì nó báo lông. Xong rồi cái khoảng thời gian bắt đầu Tết á thì nó thay lông xong nó bệnh ruột luôn. Đó thì mình trị nó cho tới bữa nay là gần như nó đã khỏi được tầm khoảng 1 tháng nay rồi. Nhưng mà cái khoảng thời gian đầu thì nó còn dạng như nó còn lần khừng một xíu. Đó, nhưng mà bây giờ sau 1 tháng thì gần như nó đã ổn định mọi thứ rồi cả nhà. Bây giờ thì nước nó không còn uống nhiều nữa. Đó, ngày hôm qua cái cống này thì rất là nhỏ. Ngày hôm qua mình bỏ cái cống nó cũng lưng lưng đầy cống thôi chứ không được đầy. Nó uống một ngày thì được, tới ngày hôm nay là được một ngày thì được nửa cống nước. Đó cả nhà. Con này thì nhát lắm, mỗi lần đụng tới nó là nó dễ ngoáy lắm. Đó, rồi cám, quay cho anh em xem luôn nha. Đó, cám rồi chuối. Đó, vậy thôi. Nó nhát lắm, con này nhát kinh khủng luôn. Ok, bây giờ mình sẽ nói về cái bệnh đường ruột đây. Thì như mà anh em nào mà theo dõi video của mình á, thì cũng biết là mình chia sẻ cái cách mà mình trị con chim của mình á, là từ cái bệnh viêm đại tràng của mình. Đó, mình cũng bị bệnh đường ruột. Mình ăn cái gì vô là đau bụng là chạy liền, hoặc uống cà phê vô là giọt liền, hoặc là uống bia uống rượu thì nó còn đỡ. Uống bia chỉ cần ngày hôm nay uống bia là ngày mai là chạy chạy một ngày thôi. Đó, mình cũng dạng như mình bị tuột men á,
thì mình đi khám nhiều bệnh viện và mình đi nội soi rồi mình đi đủ mọi kiểu nhưng mà nó không bớt được cả nha, nó không bớt được. Thì mình lướt lên mạng mình xem mình tìm hiểu thì mình mới biết là cái bệnh của mình là phải nên kiêng cữ, mình kiêng cữ những cái đồ ăn, những cái dinh dưỡng, ví dụ như là mình nói về nước uống thì kiêng cữu rượu bia, nước ngọt có ga, rồi cà phê, những cái chất kích thích đó, nó dạng vậy. Và cái đó là nước uống. Còn cái vấn đề mà đồ ăn thì mình hạn chế ăn thịt, hạn chế ăn chua cay, hạn chế ăn dầu mỡ đó. Thì bắt đầu mình mới áp dụng thì mình trị bệnh cho mình thì mình ăn, mình chuyển qua mình ăn chay, mình ăn rau củ quả, ăn 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 củ nhiều, ăn khoai nhiều, khoai lang nè, khoai môn nè, khoai tây nè đó. Mình không ăn thịt luôn, hiện tại bây giờ là mình không ăn thịt đó. Xong rồi mình cộng với mình uống thuốc thì mình thấy nó đỡ, và sau mình không uống thuốc nữa, mình chỉ cần duy trì cái chế độ ăn như vậy thì cái đường ruột, cái bệnh đường ruột của mình gần như bây giờ nó rất là ổn định, rất là khỏe cả nha. Thì đó cho nên là mình mới suy ra là mình nghĩ là hay là cái con chim của mình nó cũng bị như vậy. Thì cái nó dạng như là nó mất cái hệ cân bằng cái men đường ruột. Nó dạng như mình ví dụ nha, mình ví dụ chứ cái này mình không có biết nó là bao nhiêu, nhưng mà mình ví dụ cho anh em dễ hiểu là ví dụ cái đường ruột con chim á, nó có 1.000 cái con vi sinh vật đó, mà trong 1.000 con đó thì nó có 700 con có lợi và 300 con có hại đó. Cái số lượng nó lúc nào nó cũng giữ chuẩn như vậy. Thì 700 con và 700 con có lợi và 300 con có hại, nó sống với nhau hòa thuận, nó làm việc với nhau hòa thuận đó. Nói chung con nào nó cũng có cái tác dụng của nó đó. Thì do cái mình chăm sóc con chim á, cái chế độ thức ăn chăm sóc mình nhiều khi nó không đúng, mình tạm nói là vậy đi, cái loại cám nó không phù hợp nên mình chăm sóc nó sai, thì dẫn đến con chim nó bị mất cái hệ cân bằng của cái men vi sinh đường ruột. Thì ví dụ như nó có 700 con có lợi và 300 con có hại, nó sống hòa thuận với nhau, làm việc hiệu quả đấy. Thì bây giờ cái lượng của nó là nó chỉ còn có 500 con có lợi và 500 con có hại chẳng hạn, mình ví dụ là vậy đó, mình tạm ví dụ thôi nha. Chứ còn mình thì không có học qua trường lớp gì hết á, nên nhiều khi anh em đừng bắt bẻ nha. Mình hiểu, mình do trong cái quá trình mà mình điều trị cái bệnh đường ruột của mình á, thì mình mới suy ra con chim là như vậy đó, nó dễ cho nó dễ hiểu. Thì cái lượng men vi sinh có lợi á, nó bị tuột xuống, nó còn có 500 con thôi, còn cái lượng có hại nó tăng lên là thành 500 con đó. Nó cũng là 1.000 con nhưng mà cái nó bị mất cân bằng cái hệ men vi sinh đường ruột, nó dẫn đến con chim là nó đi phân nước, nó đi phân nước rồi bắt đầu là nó đường ruột nó không ổn định, nó đi phân nước, đi phân sống, tại vì cái men vi sinh đường ruột nó làm việc không có hiệu quả đó. Thì nó mất cân bằng cho nên là nó đi phân nước, mà nó đi phân nước thì nó sẽ bị mất nước, nó mất nước thì nó sẽ uống nước rất là nhiều để nó bù nước vô đó cả nhà. Thì mình tạm hiểu vậy cho nó dễ hiểu nha đó. Thì mình mới ngâm cứu, mình trị đủ các loại hết, mình lấy cái thuốc mà dành cho người á, cho người uống á, tức là cái bệnh đường ruột của mình á, thuốc tây á, mình cho chim của mình uống đó, nhưng mà nó vẫn không khỏi cả nhà, nó vẫn không khỏi. Mình cho nó uống xong cái nó hết, cái là mình ngưng thuốc cái nó bị lại đó, nó dạng vậy. Thì cái thuốc tây nó rất là đắng cho nên là dẫn tới á, bỏ vô trong nước á, con chim nó không có chịu uống nước, nó không uống nước, nó không uống nước là nó đi phân khô cả nhà. Nó dạng vậy, nó đắng quá nó không uống được á, đi phân khô. Thì mình tới khi mình cắt thuốc á, mình cho uống cả tuần lễ mình cắt thuốc á, thì nó lại bị lại. Thì mình mới nói không biết là cái này nó như thế nào, xong mình mới đi lên mạng mình tham khảo. Thì mình mua những cái thuốc dành cho gà đá của những cái trại gà dưới miền miền Tây á, mình về mình điều trị cũng không được luôn đó, không không được luôn. Thì bắt đầu là mình mày mò đủ mọi kiểu thì mình mới 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 tìm ra được một cái loại thuốc mà hiện tại bây giờ mình đang chia sẻ với anh em trên kênh TikTok của mình. Thì cái quy trình mà thuốc đó nó trị nó cũng đơn giản lắm, tức là mình sẽ bổ sung cái men vi sinh có lợi vô trong cái cám đó, cho con chim nó ăn, nó cung cấp bổ sung cái lượng men vi sinh có lợi nó đang bị thiếu. Ví dụ nó đang có 500 thằng thôi, bây giờ mình phải cần bổ sung cho nó 200 thằng nữa để nó được 700 thằng, nó làm việc hiệu quả đó. Tức là cái men vi sinh trộn như cám thì là cái công nhiệm vụ của nó là như vậy. Và cái thuốc á, mình nhỏ vô trong nước á, mình pha cho uống á, thì nó tiêu diệt bớt những thằng có hại đó. Dạng như những thằng có hại hiện tại nó đang có là 500 thằng, bây giờ mình tiêu diệt cho nó bớt 200 thằng để nó còn 300 thằng
có hại thôi. Đó, thì nó sẽ đưa con chim quay về với trạng thái ban đầu, là cái lượng men vi sinh nó phù hợp với cái đường ruột con chim. Nó đưa về lại là nó có 700 thằng có lợi và 300 thằng có hại, để nó tiếp tục nó làm cái công việc tiêu hóa thức ăn hàng ngày của nó. Đó, cả nhà hiểu ý mình không? Đó, nó dạng vậy. Thì sau khi mình áp dụng thì sau khi mình cắt thuốc á, thì ví dụ mình điều trị sau 15 ngày mình cắt thuốc á, thì cái phân con chim á, nhiều khi nó cũng có bữa nước, nó cũng có bữa khô. Đó, nhưng mà cộng với lại là anh em phải hiểu là vậy nè. Anh em điều trị nó là cái chuyện anh em điều trị. Anh em điều trị là anh em giải quyết được cái giai đoạn trước mắt. Nhưng mà mình cũng bắt buộc mình phải thay đổi cái chế độ, cái dạng như cái nguồn thức ăn mình phải thay đổi cho nó. Nhiều khi có những cái con chim khác nó ăn cái cám nó không bị, nhưng mà cái con này mình cứ tạm nói là nó không phù hợp đấy. Mình ví dụ vậy cho nó dễ hiểu nha, để nó khỏi đụng chạm đồ mất công. Thì mình cứ tạm nói là con chim đó nó ăn cái cám đó nó không phù hợp, thì mình phải đổi qua một cái dòng cám khác. Mà anh em phải lưu ý, nó giống như mình bây giờ nè, hiện tại bây giờ là mình chỉ ăn rau củ quả. Đó, mình ăn rau củ quả, mình không uống rượu bia, mình không uống chất kích thích ngọt có ga, không ăn chua cay. Thì cái con chim của mình á, bây giờ mình phải hạ cái cám xuống, làm sao cái cám nào là nó có cái nguồn dinh dưỡng vừa phải thôi, nó không có quá tải. Đó, để con chim nó dễ hấp thụ, nó dễ tiêu hóa. Và cái cám nào nó phải ăn ổn định, người ta làm cái cám đó là con chim nó ăn nó dễ tiêu. Đó, anh em phải chọn một cái loại cám giá nó bình dân thôi, nhưng mà nó phải là cám thương hiệu nha. Chứ còn đừng có chọn những cái cám thương hiệu mới ra, rồi nhiều khi ăn nó cũng rất là nguy hiểm. Cho cái cám mà người ta có thương hiệu 5-10 năm ở trên cái mặt hàng đó, nó đã có 5-10 năm, 20 năm rồi, thì mình dùng nó sẽ đảm bảo hơn. Đó, mình xài cái cám bình dân để cái hàm lượng dinh dưỡng trong cám nó giảm xuống. Giá tiền nó rẻ thì bắt buộc cái dinh dưỡng bên trong nó sẽ giảm xuống. Đó, người ta sẽ xay đậu nè, đậu, các loại đậu, ngũ cốc đồ nó nhiều lên, còn tôm, thịt đồ người ta giảm lại. Đúng không? Tại vì người ta bán ra rẻ tiền thì làm sao người ta bỏ tôm, bỏ thịt vô được, lương vô được, lỗ làm sao? Đúng không? Thành ra cái hàm lượng dinh dưỡng nó sẽ hạ xuống, và cái chất bột, cái tinh bột là nó sẽ tăng lên, chất xơ nó sẽ tăng lên. Thì nó sẽ giúp con chim nó ổn định hơn. Đó, cả nhà hiểu như vậy là nói chung hiểu vậy là được. Không biết là những anh em mà đang xem cái video này của mình thì có anh em nào mà chơi chim từ hồi nhỏ hay không? Giống như mình thì cách đây chắc cũng phải hơn 20 năm về trước, thì hồi nhỏ ở quê mình là quê mình là xứ nho cả nhà, thì thành ra cái giàn nho là tới mùa nó ra trái là người ta sẽ giăng lưới cá xung quanh cái giàn nho để bảo vệ những con chim nó vô nó không ăn nho. Thì mình đi hay đi lên những giàn nho mình rượt, chim nó vô nó ăn nho mình rượt, tức là nó bay ngang ngang, nó bay nó đâm vô lưới nó dính cả nhà. Thì chim chà mào hồi đó mình đi bắt về là mình đâu có cái cám mà cho chim chà mào ăn đâu cả nhà. Không biết là những cái thành phố lớn thì cái thời điểm đó nó đã có cám hay chưa, nhưng mà ở cái vùng quê của mình thì cám chà mào nó gần như nó không có. Thành ra là khi mà mình nuôi chim á, mình toàn đi mua cám gà, cám heo, cám con cò mình về mình cho ăn. Mà cám gà, cám heo, cám con cò thì làm gì có cái con chim nào bị bệnh đường ruột, đúng không cả nhà? Làm gì có cái con chim nào bị bệnh đường ruột. Bây giờ mình nuôi cám chà mào đấu, mình nuôi thi đấu, thành ra là mình chăm nó kỹ lưỡng, ăn đồ ăn, mình chăm sóc này kia nọ nó bệnh đường ruột. Chứ còn như ngày xưa á, gần như là cho ăn cám gà, cám heo không, cám gà, cám heo không bao giờ bệnh đường ruột. Đó, tại vì cái dinh dưỡng bên trong á, cả nhà cũng hiểu, cám gà, cám heo ở đâu có nhiêu tiền một ký đâu. Như cái thời điểm hiện tại nè, là nó 12 ngàn một ký. 12 ngàn một ký thì trong cám gà, cám heo nó làm gì có tôm, nó làm gì có mực, nó làm gì có lương, nó làm gì có những cái đó. Cho nên đa số nó chỉ thành phần từ cám gạo nè, cám bắp nè, đó, nó xay lại với nhau. Thì cái chất xơ nó rất là nhiều, và dinh những cái hàm lượng dinh dưỡng nó ít hơn. Cho nên là mình nuôi chim nó cái bệnh đường ruột gần như nó rất là khó bệnh đường ruột, đúng không? Thì anh em hiểu vậy. Cho nên một cái con chim chào mào mà mình nuôi bây giờ mà mình nuôi cám gà, cám heo thì nhiều khi mình ra đi chơi đi đấu vàng thì nó lông lá nó xấu, làm sao mà mình chơi nó, con chim nó xấu rồi chơi nó đâu có thích. Thành ra là mình phải nuôi cái cám dành riêng cho chào mào, bây giờ nó phổ biến rồi. Đó, thành ra bây giờ mình chăm sóc càng kỹ thì con chim nó lại càng dễ bệnh đường ruột, nó lại vậy. Cộng với lại là mình nuôi nhốt, mình tủ nhiều cả nhà. Đó, anh em thấy không? Cái con chim mà khi nó đi phân khô á,
phân nó ổn định á, anh em xịt cái nó tự tóc hết à. Xịt nó tự tóc à, nước rất là yếu, đâu có mạnh đâu. Nước yếu xìu à, ha. Tự tóc hết. Đó. Chặt. Tắt nước. Đó, thì anh em hiểu là vậy á, con chim khi mà mình nuôi nhốt á, nó vận động ít, cho nên anh em làm sao á, tìm những cái dòng cám á, kể cả những con chim nó chưa bị bệnh đường ruột, nó đang khỏe mạnh, anh em cũng đừng nên mà cái này mình góp ý cái này, không biết là có ai ghét hay không, nhưng mà anh em sử dụng những cái dòng cám nó cũng bình dân thôi, nó bình dân thôi, không cần cám đắt tiền lắm đâu. Cái cám đắt tiền có ăn cái con chim dở thì nó vẫn là con chim dở thôi, con chim hay thì nó vẫn là hay thôi đó, chứ có ăn cám xịn thì nó cũng vậy thôi. Cho nên là mình cho ăn cái cám làm sao mà cái hàm lượng dinh dưỡng nó vừa phải thôi. Tại vì con chim khi nó ở trong lòng, anh em nuôi trong lòng nó khác nha, mà anh em nuôi trong AV nó khác. Nuôi trong AV nó bay nhảy nhiều, nó to, nó rộng, cho nên anh em cho ăn thì nó có thể nó tiêu hao được cái nguồn năng lượng dư thừa. Đó, nó ăn vô, nó bay, nó ăn nhảy, nó bay vô, nó tiêu hao được. Còn chim mình ở trong lòng này thì nó ăn vô, cái nguồn dinh dưỡng nó quá tải thì nó dư thừa, nó tích, nó động lại. Nó động lại lâu ngày nó mới dẫn ra bệnh. Đó, chứ nhiều khi ăn vô nó không bệnh liền. Đó, ăn vô nó đâu bệnh liền đâu, tại vì nó ít vận động, nó không có tiêu hao được cái nguồn năng lượng dư thừa đó, mà mình đáp ứng cho nó quá quá nhiều thì lâu ngày nó cũng sẽ bệnh thôi. Cho nên chim thì anh em cứ hiểu là con chim dở thì nó vẫn là con chim dở, con chim hay nó sẽ là con chim hay đó. Cái cám nó chỉ quyết định một phần, cũng tầm 20% đó, nó dạng vậy. Thì mình làm sao cho nó một cái nguồn dinh dưỡng vừa phải thôi, cái loại cám bình dân thôi, rồi cộng với chế độ chăm sóc, mình chăm sóc điều tay vợt vàng đúng cách. Rồi ví dụ như lâu lâu mình sẽ bổ sung thêm mồi tươi, thay đổi trái cây, thì con chim tự ắt nó sẽ ổn định và nó sẽ rất là ok. Đó cả nhà. Thì nói chung mình chia sẻ những cái gì mình biết thôi nha. Anh em có thể là tham khảo, xem video trên tinh thần giải trí, tham khảo nha. Đó, còn những cái gì mà nó chưa hay, nó chưa đúng thì anh em có thể để lại bình luận, đóng góp ý kiến giúp mình. Đó, mình cảm ơn rất là nhiều. Thôi cái video này nó cũng dài rồi. Mình xin chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye, bye bye cả nhà.